Mến chào các bạn đang tới với câu chuyện Tôi đến mượn cái bật lửa của tác giả Phù Chết. Chuyện đang được phát trên khung giờ 20 giờ hàng ngày trên audio Đam Lý Tưởng Truyền, tập 13. Nguyên Ngọ cứ cảm thấy mấy hôm nay bản thân có chỗ nào đó sai sai, không biết là bị ốm hay có nguyên nhân gì khác. Tối nào cũng nằm mơ, thường xuyên hơn hẳn trước kia. Hơn nữa mỗi giấc mơ cũng đều hỗn loạn và dồn ép, nhưng nội dung là gì thì y cũng chẳng nhớ được. Thứ duy nhất y nhớ là ngồi khóc ở đuôi thuyền. Lúc khóc y cảm nhận cực kỳ rõ ràng, chân thực, mặc dù y không biết vì sao lại mơ thấy mình khóc, mà ngọn nguồn của sự đau khổ này là ở chỗ nào. Nhưng sau khi tỉnh lại, cảnh tượng khóc lóc trở nên rất mơ hồ, thậm chí không có cách nào cảm nhận lại sự đau đớn chân thật đó. Giống như sau khi choàng tỉnh từ trong ác mộng, rất khó để nhớ lại toàn bộ một lượt từ đầu tới cuối, còn rất phiền não. Nguyên Ngọ cũng ngậm điếu thuốc đi tới đi lùi bên trên thuyền, không biết bản thân muốn gì, làm gì, chỉ thấy bất an và buồn bực, giống như con thú bị nhốt trong lồng, đặt ở nơi hẻo lánh không ai thăm thú, cực kỳ cô quạnh và vô vị. Rốt cuộc thì làm sao? Rốt cuộc thì chỗ nào có vấn đề? Buổi sáng, đại đầu bị mẹ nó đánh cho một trận, nguyên nhân cho nó bê cả túi bột giặt còn nguyên của nhà đổ vào một cái chậu to, muốn thổi ra một cái bong bóng để có thể bao cả người nó. Mẹ nó đánh không nương tay một chút nào, vậy mà đại đầu gào thảm thiết giống như muốn cổ vũ thêm cho mẹ nó vậy. Có điều ăn đánh xong chưa quá nửa tiếng sau, đại đầu đã hí hửng tươi cười chạy sang thuyền của y. Anh Tiểu Ngọ. Đại đầu cũng khẽ cày khẽ cười nhỏ giọng gọi. Nguyên Ngọ đang ngồi trong khoang tính toán cân nhắc giữa buổi trưa có nên ăn gì không, và buổi trưa có nên ăn mì không. Lúc đại đầu chạy tới, y đã nghe thấy tiếng, nhưng vẫn bị âm thanh này làm cho sờ toát mồ hôi lạnh. Tiểu Ngọ, y bảo đại đầu gọi y là Tiểu Ngọ từ bao giờ chứ? Tại sao? Mẹ đại đầu lại gọi y làm gì? Cũng là Tiểu Ngọ sao? Tiểu... Đại đầu lại bị một tiếng, nhưng bị y cắt ngang. Sau này gọi là chú. Tại sao? Không tại sao cả, Nguyên Ngọ đáp. Nhưng mà người khác đều gọi là chú này chú kia. Đại đầu víu vào bề cửa sổ, hạ cầm lên mu bàn tay. Còn chỉ gọi mỗi chú thì làm sao chú biết con gọi ai chứ? Có phải gọi mỗi chú là không gọi chú này chú kia phải không? Nguyên Ngọ mở một hộp thạch ra. Vâng. Đại đầu mắt sáng lấp lánh. Thì không phải sẽ biết chú là chú luôn hả? Nguyên Ngọ ngoắc ngoắc vào tay. Vâng. Đại đầu chạy vào khoang thuyền nhận lấy hộp thạch. Hắn từ từ thôi, lấy thì xúc đi. Nguyên Ngọ vẫn nhìn nó, không lại nghèn đấy. Vâng, con biết ăn mà. Đại đầu xúc một thìa thành, cảm ơn chú. Trên màn hình vẫn nhìn ra những dòng chữ. Hắn quyết định đi tìm con người thật của mình, mà đi đâu tìm thế nào, hắn không có phương hướng. Hắn chỉ muốn bản thân thoát ra khỏi nơi quẩn quẩn những nghi vấn này. Hắn lặng lặng nhìn mặt nước, gương mặt đang biến đổi dưới nước kia không ai đoán được là ai, người hay là ta. Có những việc mãi mãi không cần câu trả lời, giống như việc nửa đêm không ngừng choàng tỉnh mà không rõ lý do. Thứ duy nhất chứng minh bản thân tồn tại có lẽ là cái bóng kỳ dị kia, những tiếng than thở hòa cùng với sự ớn lạnh quét qua làn da của những ngón tay. Hắn muốn xé toàn bóng đêm, muốn gào thét, muốn tra hỏi, muốn quăng hết những sự sợ hãi này ra ngoài. Sức chịu đựng của hắn sắp tới giới hạn rồi. Sắp tới giới hạn rồi, sắp tới giới hạn rồi, sắp đến. Nguyên Ngọ đẩy cái máy tính xách tay sang một bên, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Nguyên Ngọ viết những điều kỳ này sẽ có cảm giác không thở nổi, như viết xuống những chữ cuối của kết cục. Những thứ thần bí trong câu chuyện dọa người kia, tình tiết hay bí ẩn không bằng nói rằng đang kể ra những mình màu mù mịt trong trí nhớ. Sắp kết thúc, thì có chân lại chôn mặt vào đầu gối ôm đầu. Sắp kết thúc hả? Kết thúc cái gì mới được, sao mình lại biết cái này đáng sợ đến thế? Lần tiếp theo nhìn thấy Lâm Thành Bộ, đã là một tuần sau. Nguyên Ngọ đang ngồi trên thuyền của tên ngốc, dựa vào mông con trâu, mỗi lần lên thuyền đều nhàn nhã hưởng thụ. Anh đi đâu đấy? Lâm Thành Bộ đứng ở trên thuyền gọi y về phía này. Nguyên Ngọ nhìn hắn không đáp cũng lời trả lời.
chủ yếu là sợ con trâu sau lưng giật mình lại hốc ý xuống nước thì hỏng. Bao giờ mới về? Lâm Thành Bồ lại gào lên. Nguyên Ngọ giơ tay khoát khoát với y, ý bảo về trước đi đừng có đợi. Nhưng có lẽ cái vẫy tay này không đạt chuẩn cho lắm. Lâm Thành Bồ hiển nhiên hiểu ra ý của y, gật đầu rồi nhanh chóng cởi quần áo còn vui vẻ gào lên. Tôi tới ngay đây. Bến đi. Nguyên Ngọ gào lên, trong nháy mắt muốn cầm cái xào chè phi một phát, ghim hắn lại đồ lẳng trên bom thuyền. Tên ngốc vừa chèo thuyền vừa bật cười. Lâm Thành Bồ lột hết cái sách sạch quần áo trên người, cả quần lót cũng không tha. Tên ngốc càng nhìn càng không nhìn được cười. Nguyên Ngọ cạn lời nhìn hắn, quần quần áo lại đè trên đầu, lại phới tay lấy một cái dây vải màu đại đầu cầm tới, để trên thuyền cuốn một vòng thắt nút dưới cằm. Sau khi hắn buộc quần áo gọn gàng trên đầu thì nhảy xuống. Thôi đây. Nguyên Ngọ ngả xuống lưng trầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Lâm Thành Bồ bơi rất nhanh. Nguyên Ngọ có thể nghe được tiếng quạt nước càng ngày càng gần. Y nhắm nhìn hai mắt, ánh mặt trời xuyên qua mí mắt phát ra ánh trắng nhàn nhạt, khiến nước mắt cống dần lên vừa chua vừa chát. Âm thanh quạt nước truyền tới từ mặt nước dần trở nên mờ nhạt, giống như cảnh vật mờ dần. Khoảng hốt trong lòng, y cũng bắt đầu trỗi dậy, cảm giác không thở nổi ngày một rõ ràng. Quay lại, trong lòng y gào thét, tại sao lại thế? Lâm Thành Bồ vừa đặt tay lên màn thuyền, Nguyên Ngọ vẫn đang nằm dựa vào lưng châu đột nhiên mở mắt ra nhào tới, nắm lấy cánh tay hắn nghẹn giọng hỏi, tại sao? Không phải anh gọi tôi sang. Lâm Thành Bồ còn chưa nói hết đã nhìn ra hỗn loạn trong ánh mắt của Nguyên Ngọ, cũng nhìn thấy được sau hỗn loạn là sự nôn nóng và tuyệt vọng. Lên nhanh. Nguyên Ngọ tháo quần áo hắn bổ trên đầu ra, nắm tóc kéo đầu hắn lên thuyền. Lâm Thành Bồ vội vàng trèo lên thuyền, nhưng bởi vì đầu bị Nguyên Ngọ giữ chặt, hắn không điều chỉnh được tư thế, cũng như chỗ lấy đà dùng lực. Hành đời đã, tôi còn chưa, ấy đã hâu. Nguyên Ngọ cứ gắt gào kéo hắn lên giống như không nghe thấy hắn nói gì vậy. Anh bạn chèo thuyền cũng bị sự điên cuồng của Nguyên Ngọ dọa cho sợ, sửng sốt mấy giây kêu suối xào chè từ mũi thuyền qua. Lâm Thành Bồ mấy giờ mới nắm lấy xào chè leo lên thuyền thở hồng hộc. Nguyên Ngọ vẫn nắm chặt tóc của hắn không buông. Hắn muốn gỡ tay Nguyên Ngọ ra, nhưng vừa mới giơ tay ra, còn trâu nãy giờ vẫn nằm ườn trên thuyền, quay ra nhìn hắn, kêu à ôm. Lâm Thành Bồ theo bản năng đưa tay xuống, che kín bên dưới của mình. Nghĩ nghĩ lại, thấy tóc quan trọng hơn, vì vậy đưa tay lên, nhéo một cái lên cổ tay Nguyên Ngọ. Anh bỏ tay ra đi, tôi lên rồi mà. Bỗng tay ra đi, tôi bị ngu bây giờ luôn đấy. Một cái nhéo này cuối cùng cũng có tác dụng cho Nguyên Ngọ thả lỏng tay, nhưng sau khi buông ra, y vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thành Bồ với ánh mắt lo lắng. Tôi không sao mà. Lâm Thành Bồ cũng vừa an ủi y vừa muốn lấy quần áo để mặc, quay trái quay phải không thấy quần áo đâu. Anh bạn chèo thuyền cười vô cùng khoái trá, nhìn hắn rồi ra dấu tay chỉ về phía mặt nước. Lâm Thành Bồ nhìn sang đau khổ phát hiện cái quần lót kẻ sọc của hắn đã theo dòng nước trôi về nơi xa mãi. Còn những quần áo khác thì không thấy đâu, chắc chìm xuống nước luôn rồi. Cậu không sao chứ? Nguyên Ngọ đột nhiên giống như lấy lại tinh thần hỏi một câu. Ừ, Lâm Thành Bồ gật đầu, chỉ là... Thật là không sao chứ? Nguyên Ngọ dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn và nhìn chằm chằm. Lâm Thành Bồ cũng nửa quỳ trên thuyền, một tay chống lên mông trâu. Hắn vốn cho rằng thời điểm của tính bất ổn, Nguyên Ngọ cũng đã quay rồi. Và nhìn những ánh mắt của Nguyên Ngọ, hắn nhận ra vẫn còn chưa kết thúc. Đừng thế nữa. Nguyên Ngọ vẫn ôm mặt hắn. Đừng làm như vậy nữa. Ừ, tôi không thế nữa. Lâm Thành Bồ cũng trả lời. Nói thật, cho dù Nguyên Ngọ cũng đang hỗn loạn, hắn vẫn cảm thấy thời gian dừng lại ngay lúc này cũng không sao. Nhưng thời gian không dừng được, hơn nữa cái cảnh tượng này mà còn có thể một khán giả thì thật vô cùng khó xử. Lâm Thành Bồ liếc mắt nhìn một người một trâu lên thuyền đang nghiêm túc nhìn hai người họ. Dọa chết tôi, Nguyên Ngọ nói. Tôi cũng bị dọa chết đây này, Lâm Thành Bồ đáp. Hắn không biết nên đối thoại thế nào với Nguyên Ngọ. Trong tình huống này, lúc hắn muốn Nguyên Ngọ ngồi lại trên sàn thuyền trước, Nguyên Ngọ bất ngờ ôm hắn.
ôm chặt vai hắn còn phố lưng, miệng nhỏ giọng nói gì đó. Lâm Thành Bồ chỉ cảm giác được pháo hoa trong đầu nổ ít nhất là 24 phát. Nguyên Ngọ nói gì hắn cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy đại loại là không sao là tốt rồi. Cuối cùng nghe được tiếng cười của anh bạn trên thuyền, hắn mới hoàn hồn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Anh bạn chèo thuyền chỉ Nguyên Ngọ, rồi lại chỉ đầu của mình. Anh ấy không bị bệnh, Lâm Thành Bồ nói, anh ấy sợ. Anh bạn kia cũng gật đầu, Nguyên Ngọ ôm hắn thật lâu. Lâm Thành Bồ có thể ngửi được rõ ràng mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi nước giặt trên người của y. Cần nhắc tới việc mặc dù anh bạn kia không nhìn mình nữa, nhưng còn trâu nãy giờ nhìn bọn họ không chớp mắt, Lâm Thành Bồ không thể không biết xấu hổ nhắm mắt hưởng thụ được. Lâm Thành Bồ thầm đếm trong đầu tới 66 thì Nguyên Ngọ buông hắn ra, ngồi phịch xuống bong thuyền, sửa vào mông trâu, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Anh... Lâm Thành Bồ ngồi xuống, có thể nhìn thấy được tầm mắt Nguyên Ngọ dần dần có tiêu điểm, chuyển từ mặt hắn xuống người rồi xuống tiếp, cuối cùng quay lại về mặt của hắn. Sau đó khóe miệng cũng khẽ nhếch, một nụ cười không nhìn được đột nhiên hiện ra. Chọn đại mạo hiểm hả? Thật ra từ trước tới nay tôi chưa bao giờ chọn đại mạo hiểm. Lâm Thành Bồ nhìn hắn, Nguyên Ngọ cũng không lên tiếng, sờ sờ túi quần lấy ra bao thuốc lá. Hút không? Không, Lâm Thành Bồ thở dài. Nguyên Ngọ rút một điếu thuốc quay đầu hỏi, tên ngốc hút không? Tên ngốc gật gật đầu rút trong bao ra hai điếu thuốc. Nguyên Ngọ chầm thuốc ngậm trên môi, nhìn Lâm Thành Bồ ngồi trước mặt. Bây giờ có thể nhìn rõ ràng dáng người rất đẹp, chân dài không có sẹo. Sau khi thoát khỏi cảm giác sợ hãi, Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bồ còn cảm giác được một sự quen thuộc thân thiết. Lâm Thành Bồ giống như người đứng trên đỉnh điểm giới hạn của hỗn loạn và sợ hãi trong hắn. Mặc dù khiến người ta phiền não và làm loạn cuộc sống yên bình của y, nhưng là cho y một cảm giác chân thực giữa những hư phô hỗn loạn. Một loạt cảm giác rất kỳ lạ. Tên ngốc dựa theo thói quen cũ chèo thuyền tới chỗ cây huề. Nguyên Ngọ xuống thuyền nói một câu với tên ngốc. Một giờ nữa cậu tới đưa chúng tôi về nhé, hôm nay tôi không ở lại đâu. Tên ngốc cũng cười rồi gật đầu. Lâm Thành Bồ cũng theo y xuống thuyền, sau đó nhảy thật nhanh về phía dưới tàn cây ngồi xuống. Quần áo cậu đâu? Nguyên Ngọ hỏi. Anh ném hết xuống nước rồi còn đâu? Lâm Thành Bồ nói tới đây không kìm được, phải xoa xoa tóc mình một cái. May mà là anh phải người khác thì tôi đánh rồi đấy, tay ra tay nặng như thế. Cứ ở trên đi. Nguyên Ngọ ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa vào thân cây. Dù gì chỗ này cũng không có ai. Anh tới đây làm gì? Lâm Thành Bồ hỏi. Chờ yên tĩnh, Nguyên Ngọ đáp. Anh ở trên thuyền còn không đủ yên tĩnh hả? Cùng lắm thì chỉ có đài đầu tới tìm anh lại nhà thôi mà. Lâm Thành Bồ lại nghĩ, à còn tôi nữa, anh muốn tránh tôi hả? Không. Nguyên Ngọ kéo từ bên cạnh ra một sợi mây, thuận theo đó kéo cả đoạn dài ra cúi đầu cuộn dây mây. Thật ra hôm nay tôi đến... Thật Lâm Thành Bồ cũng nhìn hắn. À, tại vì... Nguyên Ngọ quay đầu, hôm nay là sinh nhật tôi, ngày sinh nhật tôi muốn ở cùng anh. Tại sao? Chẳng có tại sao cả. Lâm Thành Bồ phủi chân mình vào trong bùn đất phủ xa ẩm ướt, chỉ là muốn thôi. Nguyên Ngọ im lặng một lúc tiếp tục cuốn dây mây trong tay. Sinh nhật vui vẻ. Sau đó chỉ có yên lặng, hai người cũng chẳng nói gì thêm nữa. Có điều yên lặng thế này cũng không khó chịu. Ngoài trừ việc mông trần ngồi trên tảng đá không quen, thì Lâm Thành Bồ thấy điều thoải mái. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gió thổi, lau sậy đung đưa, chìm trời chốc chốc lại xẹt qua, còn có tiếng côn trùng không biết từ chỗ nào kêu vang, yên tĩnh mà nhẹ nhàng. Chào cậu nè. Nguyên Ngọ lúi húi lúc lâu bên đám dây mây thành một cái vòng. Quà sinh nhật hả? Lâm Thành Bồ cầm lấy xem xét. Trẻ hỏa mi của cậu, Nguyên Ngọ đáp. Địch. Lâm Thành Bồ há miệng cứng họng, sợ cậu thấy khó chịu. Nguyên Ngọ nhìn bên dưới hắn, dù sao cũng không quen. Thôi được rồi. Lâm Thành Bồ đứng dậy. Chế cái này dùng như thế nào? Quấn quanh hông hả? Ừ. Nguyên Ngọ nói, cái dây ở dưới kia có thể rút cho chặt. Lâm Thành Bồ dò dự kéo vòng dây mây tới ngang hông, kéo dây mây buộc chặt lại theo như lời Nguyên Ngọ chỉ, thật hợp lý.
mấy lớp lá này dù giúp hắn không thấy lúng túng như trước nữa. Cảm ơn. Hắn quay về ngồi xuống phiến đá, chợt thả lỏng được một đôi chút. Định tổ chức thế nào? Nguyên Ngọ hỏi. Sinh nhật của cậu ấy? Cũng không biết nữa. Lâm Thành Bồ thành thật trả lời. Chỉ muốn ở cùng anh thôi, thế nào cũng được. Có phải cậu? Nguyên Ngọ nhíu mắt nhìn hắn. Có phải cậu? Lâm Thành Bồ vừa nghe thấy mấy chữ này lập tức nghiêng đầu. Đúng rồi, em thích anh, cho nên sinh nhật mới muốn ở cùng với anh, được chưa? Chính xác đó. Có phải cậu thiếu vắng tình thương của cha không? Nguyên Ngọ nói. Lâm Thành Bồ cũng không kìm được cảm giác muốn nhảy xuống nước, rời về bến tàu. Không, cha tôi thương tôi lắm. Nguyên Ngọ đáp sau khi im lặng lại mở miệng lần nữa. Phải cậu. Lâm Thành Bồ lại được tiếp thêm hy vọng, nhìn y chờ đầy chờ mong. Muốn tôi ký sách cho họ? Nguyên Ngọ nghiêm túc hỏi. Tạm biệt. Lâm Thành Bồ đứng bật dậy bước về phía mép nước, đi được hai bước lại dừng lại. Tôi đã nói tôi không phải độc giả của anh mà. Nguyên Ngọ nhìn hắn ngừng một lúc rồi cười phá lên. Lâm Thành Bồ đứng ngây ngần tại chỗ. Bao lâu rồi không nhớ nữa. Không biết bao lâu rồi không được thấy Nguyên Ngọ cười như vậy, mang theo sự ranh mánh và vô lại. Mặc dù trong trí nhớ của hắn số lần Nguyên Ngọ cười không tính là nhiều, nhưng nụ cười như thế này chắc chắn chỉ thuộc về Nguyên Ngọ. Nụ cười chỉ thuộc về y. Không đợi hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần, Nguyên Ngọ thu lại nụ cười hỏi một câu. Cậu thích tôi hả? Lâm Thành Bồ nhanh chóng bị kéo về với sự hoảng hốt. Câu trả lời đã chuẩn bị sẵn cũng đều quên sạch rồi. Nguyên Ngọ hỏi xong dường như không đợi nghe câu trả lời của hắn, dựa vào cây nhắm mắt lại. Đúng vậy. Lâm Thành Bồ nhìn gò má của y. Đúng vậy. Hóa ra cậu thích đàn ông. Nguyên Ngọ nhắm mắt lại, xong nói thật nhỏ, tốc độ cũng chậm. Chẳng trách cứ rảnh rỗi lại chạy tới trước mặt tôi thoát ý. Tôi đâu có chỉ tới để thoát ý, Lâm Thành Bồ nói. Thật hả? Nguyên Ngọ quay đầu mở mắt nhìn hắn. Đương nhiên là thật, tôi chạy tới thoát đi tôi. Lâm Thành Bồ cũng khen lời luôn rồi. Cậu thích tôi thật hả? Nguyên Ngọ lại cắt ngang. Lâm Thành Bồ dừng một chút. Thật, hơn nữa cũng nói nhiều rồi. Bao nhiêu lần? Nguyên Ngọ hỏi. Không đếm, Lâm Thành Bồ nói, rảnh rỗi đã nói. Tại sao? Nguyên Ngọ hứng thú hỏi tiếp. Tại vì quá thích thôi. Lâm Thành Bồ cười, cúi đầu nhìn cái vòng quay thành hông mình, cảm thấy mang cái bộ dạng này để đi bày tỏ thì thật là. Làm sao cậu biết mình thích đàn ông? Nguyên Ngọ thở dài, không nhìn hắn, cầm còng cỏ đưa lên miệng khẽ nhằn. Thế tại sao chính anh cũng thích đàn ông đấy thôi? Lâm Thành Bồ rất muốn hỏi, nhưng nghĩ tới chuyện ở làng du lịch hôm đấy, hắn lại ngậm miệng, trong lòng dâng lên một nỗi căng thẳng. Nhớ đầu từ này về sau Nguyên Ngọ chỉ thích ngắm gái thì hắn phải làm sao? Đi mua bánh gà tô đi, Nguyên Ngọ nói, trong thôn không có, lên trấn Tiểu Giang xem, giờ đặt bánh thì không kịp rồi, xem có sẵn không? Bây giờ hả? Lâm Thành Bồ hỏi, lo lắng trong nháy mắt đã không còn bóng dáng nữa. Đợi tên ngốc của đám chúng ta, Nguyên Ngọ nói. Không thì cậu bơi ngược về cũng được, bạn ấy vừa mới tạm biệt còn gì. Lâm Thành Bồ lập tức vẫy tay, gặp lại nhau rồi. Nguyên Ngọ cũng chẳng thèm để ý. Lâm Thành Bồ trở về ngồi trên phiến đá, nhìn Nguyên Ngọ nhắm mắt nghỉ ngơi. Rõ ràng lúc hắn ở dưới nước y hoảng hốt như vậy, thế mà bây giờ y lại tỏ ra chẳng sao cả, bảo hắn bơi ngược về bến tàu. Rốt cuộc ăn được kiểu gì vậy chứ? Lâm Thành Bồ cũng hơi mông lung. Hôm nay hắn mang theo hai cái cốc pha rượu tới, dự định nếu Nguyên Ngọ không có phản ứng gì đặc biệt sẽ lấy ra. Nhưng bây giờ Nguyên Ngọ bất ngờ nói muốn đi mua bánh gà tô, hắn lại giáo dự, sợ hai cái cốc kia sẽ khiến tâm trạng không tệ của Nguyên Ngọ lại rơi vào đau khổ lần nữa. Lâm Thành Bồ cảm thấy mình là kẻ không biết khiêu vũ cũng phải nhảy, liên tục sấm vào chân có bàn nhảy khiến người ta muốn chật vật muốn chết. Nhưng năm lần bảy lượt, hắn vừa lo lắng mỗi bước chân sẽ lại dẫm vào người ta, lại vừa vì có thể nắm tay ôm eo đối phương mà không đỡ dừng lại. Rõ ràng vì muốn thể hiện trước một tên lưu manh lõi đời mà anh dũng bước về phía trước, nghị lực tới cỡ nào cơ chứ?